Ba Lan huy động quân đội họp khẩn cấp vì vật thể lạ từ Ukraine. Ba Lan huy động lực lượng quân đội và tổng thống nước này mở cuộc họp khẩn cấp sau khi Warsaw phát hiện vật thể chưa xác định từ Ukraine xâm nhập không phận. Các quan chức Ba Lan cho biết một vật thể bay không xác định đã bay vào không phận nước thành viên NATO từ hướng Ukraine hôm 29 tháng 12. Vụ việc diễn ra khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng loạt tên lửa và UAV. Vào buổi sáng, một vật thể bay không xác định đã đi vào không phận và từ thời điểm nó vượt qua biên giới cho đến khi tín hiệu biến mất, nó đã bị radar của hệ thống phòng không Ba Lan quan sát thấy. Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan thông báo. Theo các thủ tục hiện hành, người chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang đã huy động lực lượng và nguồn lực sẵn có, thông báo viết. Đài truyền hình tư nhân TV Republika đưa tin rằng cuộc tìm kiếm vật thể này đang diễn ra ở gần thị trấn Hubeshow ở miền nam Ba Lan. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại liên quan tới vụ việc. Kristof Komoski, thống đốc vùng Lubin cho biết, chúng tôi nhận được thông tin rằng một vật thể xuất hiện trên radar gần Hubeshow. Chúng tôi chưa thể xác nhận nó có rơi trong khu vực của chúng tôi hay không. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công phía Kiev bằng 158 máy bay không người lái và tên lửa trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng, công nghiệp và quân sự quan trọng của Kiev. Đại tá Jacek, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến các lực lượng vũ trang cho biết, vật thể này đến từ biên giới Ukraine, có một cuộc tập kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine vào ban đêm nên vụ việc có thể liên quan đến điều đó. Ông cho biết vật thể bay xâm nhập không phận Ba Lan ở gần thành phố biên giới Jasmok. Ba Lan đã huy động lực lượng sẵn có để ứng phó với tình hình. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tổ chức một cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Wacław Kosiniak. Trung tâm thông tin chính phủ Ba Lan thông báo một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc đã được tổ chức giữa Thủ tướng Donald Tusk với Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện cơ quan an ninh nội địa, cơ quan tình báo quân đội và cơ quan phản gián quân sự. Vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa phòng không Ukraine từng rơi xuống ngôi làng Ba Lan Brzezdovo ở gần biên giới hai nước, làm hai dân thường thiệt mạng. Vụ việc cũng đã xảy ra khi Nga đang tập kích Ukraine và từng làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan rộng ra khỏi châu Âu. Ukraine lên tiếng, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố rằng sự cố với vật thể lạ bay vào không phận Ba Lan trong cuộc tấn công của Nga ngày 29 tháng 12 là một tín hiệu khác cho đối tác của Kiev rằng họ cần thêm khí tài phòng không để bảo vệ chính mình và châu Âu. Đại tá Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, như bạn có thể thấy, có những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, nhiều thứ đang bay trên không và đây không phải là lần đầu tiên những sự cố như vậy xảy ra. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Ba Lan năm ngoái. Đây là một dấu hiệu cho thấy các đối tác của chúng ta cần phải hỗ trợ cho Ukraine bằng những vũ khí cần thiết để biến chúng tôi thành lá chắn giữa Nga và châu Âu, để bảo vệ cả chúng tôi và châu lục.